Facebook kêu gọi Mark Zuckerberg từ chức. Phát biểu tại hội nghị công nghệ Collision diễn ra ở Toronto, Canada, Alex Tamus, cựu giám đốc bảo mật của Facebook đã đưa ra quan điểm Mark Zuckerberg nên từ chức khỏi vị trí CEO của công ty do chính mình thành lập. Anh ấy đã có quá nhiều quyền lực, anh ấy cần phải từ bỏ một phần quyền lực của mình khi nắm giữ mạng xã hội lớn nhất thế giới. Nếu tôi là anh ấy, tôi sẽ từ chức khỏi vị trí CEO Facebook và thuê một người khác để điều hành công ty, Alex Tamus chia sẻ. Theo Alex Stamos thì việc từ chức khỏi vị trí CEO sẽ giúp Zuckerberg tập trung hơn trong việc xây dựng và phát triển các sản phẩm tại Facebook. Khi được hỏi ai sẽ là người phù hợp để thay thế Zuckerberg tại vị trí CEO của Facebook, Stamos đã không ngần ngại trả lời ông tin rằng người phù hợp nhất cho vị trí này là Brad Smith, hiện đang là chủ tịch tại Microsoft. Sản phẩm mới là niềm đam mê của anh ấy. Anh ấy nên thuê một CEO quản lý Facebook để tập trung hơn vào việc phát triển sản phẩm, giúp thay đổi văn hóa của công ty, Stamos cho biết thêm. Facebook và Mark Zuckerberg đã phải hứng chịu nhiều sự chỉ trích liên quan đến vấn đề bảo mật, riêng tư cá nhân của người dùng và các thông tin giả mạo lan truyền trong thời gian qua. Từng là giám đốc bảo mật tại Facebook trong thời gian từ năm 2015 đến 2018. Chắc hẳn hơn ai hết Stamos hiểu rõ những vấn đề mà Facebook phải đối mặt và cần phải giải quyết. Alex Stamos đã rời khỏi vị trí giám đốc bảo mật tại Facebook vào năm 2018 để trở thành giáo sư trợ giảng tại Đại học Stanford. Tuy nhiên theo nhiều nguồn tin Stamus đã rời khỏi Facebook vì những bất đồng quan điểm trong cách điều hành Facebook với ban lãnh đạo, trong đó có Mark Zuckerberg. Đây không phải là lần đầu tiên, người cũ của Facebook bày tỏ sự quan ngại với quyền lực quá lớn mà Mark Zuckerberg đang nắm giữ. Mới đây Chris Hill, bạn học cũ và là một trong những người cùng sáng lập Facebook, cũng đã kêu gọi giải tán Facebook vì lo ngại rằng Mark Zuckerberg đang nắm giữ quyền lực quá lớn khi có trong tay ba nền tảng mạng xã hội lớn nhất hiện nay là Facebook, Instagram và WhatsApp đây cũng không phải là lần đầu tiên xuất hiện ý kiến kêu gọi Mark Zuckerberg từ chức khỏi chức vụ CEO tại Facebook. Trong khoảng thời gian Facebook lâm vào khủng hoảng với hàng loạt vị dò dỉ thông tin của người dùng, nhiều cổ đông của Facebook cũng đã lên tiếng kêu gọi Zuckerberg từ chức. Tuy nhiên cho đến nay Mark Zuckerberg vẫn khẳng định mình chưa sẵn sàng để rời khỏi vị trí điều hành của Facebook. Tê Thủy.